đường quốc lộ 5, quốc lộ 6, quốc lộ 4, quốc lộ 1. Đối với các em phía Tây Bắc nữa thì là có đường 68, 67, 69. Đối với anh em phía Tây Nam ở Đậu Khấu thì có đường 56 vào khu 339. Có đường 27 vào ga Romia, có đường 28 vào ga Cầm Rênh. Đấy, ở đấy không con đường nào là không thấm máu của bộ đội Việt Nam cả. Ngày xưa thì nó không rậm gì, nó không hoang tàn như thế này. Nhưng mà tường ở đây thì lở loét hết những vết đạn như thế kia. Đây này, đây là những cái vết to có thể là đạn lớn. Đây là cái toác. Ngay một trung đoàn thôi, cái trung đoàn 31 của tôi á, mà gần 2 tháng chốt giữ trong mùa mưa như vậy. Nói chung là khắp cái nước Campuchia từ rừng núi đến đồng bằng là có sương máu của chiến sĩ Việt Nam. Hướng này là cái hướng mà tấn công của sau khi đó, tấn công từ Phum Sophie qua hướng này dấu đạn vẫn còn gì đặt không thấy được. Đặt đây đầu đạn đây này, cơ đảm bảo ở đây là đi đạn này. Nói chung là toàn cái đạn hết, có cả chữ Việt Nam này. Ra sức học tập, không ngừng nâng cao trình độ lý luận chủ nghĩa Mác Lênin, người chiến sĩ cách mạng làm tròn vai trò trách nhiệm trong giai đoạn mới. Trên chiếc tường, những đính lô đạn thì cũng giống như trí nhớ của thành cựu chiến binh. Những cái thời đánh nhau nhớ hoài. Rồi vết sẹo nó cũng mãi rồi, nó cũng lành rồi, nó chỉ để lại dấu ấn đó. Nhưng cái mà nó gặm nhắm mình chính là ở trong ký ức, trong những đêm không ngủ.